Lên sóng cùng ngày, phim mới của Tiêu Triển Đá Hoa Nhung do Cốc Định Y đóng chỉnh ra chuồng gà. Bị đem ra so sánh với phim mới của Tiêu Triển, Hoa Nhung do Cốc Định Y đóng chỉnh phải chịu cảnh thua thảm. Cùng lên sóng vào ngày 1 tháng 6 vừa qua, hai bộ phim Vùng Biển Trong Mơ Ấy, Tiêu Triển Lý Thẩm và Hoa Nhung, Cốc Định Y Quách Tấn Thần được nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Vừa là hai bộ phim thuộc thể loại khác nhau, thật khó để đặt lên bàn cân so sánh Vùng Biển Trong Mơ Ấy và Hoa Nhung. Tuy nhiên có thể thấy rõ về thành tích thì phim của Tiêu Triển thẳng áp đảo Cốc Định Y. Về phần nội dung, không khó để thấy Hoa Nhung hoàn toàn ép về trước một bộ phim chính kịch như Vùng Biển Trong Mơ Ấy. Khai thác một tiếp tiên hiệp quá đỗi bình thường, Hoa Nhung mặc dù vẫn xen lẫn những tình tiết ngược, hắc hóa nhưng nhìn chung vẫn thiếu tính mới mẻ. Trong khi đó Vùng Biển Trong Mơ Ấy lại ghi điểm, nhờ sở hữu đội ngũ biên kịch chắc tay, thành công khơi gợi sự ứng thú của khán giả. Về giai đoạn thập niên 70, mặc dù thể loại ý chí tuổi trẻ không còn mới mẻ gì, nhưng nhìn chung Vùng Biển Trong Mơ Ấy vẫn ghi dấu ấn vì có cách khai thác hấp dẫn. Nói về diễn xuất, Tiêu Triển lại một lần nữa chiến thắng đối thủ. Nếu trong các tác phẩm trước đó anh chàng thường xuyên bị khán giả chê bai về diễn xuất đơ cứng theo sự biến hóa thì sang tới Vùng Biển Trong Mơ Ấy, nam diễn viên lại khiến khán giả bất ngờ vì quá tiến bộ. Ngay trong những tập đầu tiên, Tiêu Triển đã cho khán giả hiểu rõ về nhân vật Tiêu Xuân Sinh, một chàng trai có hoàn cảnh khó khăn, trông lại cả lơ phất phơ nhưng thực tế luôn cố gắng vươn lên. Trong khi đó, Cốc Định Y lại khiến người xem phải khó chịu vì những biểu cảm trợn trừng, diễn xuất quá lố và lối trang điểm lòe loẹt không phù hợp. Diễn xuất của cô nàng cũng bị đánh giá một màu thiếu sự hấp dẫn. Về phản hồi của khán giả, rõ ràng Vùng Biển Trong Mơ nhận được sự yêu thích của đông đảo người xem hơn, với mức rating sau 2 tập đầu vượt ngưỡng 1%. Trong khi đó, Hoa Nhung lại không mấy lạc quan khi nhận về rất nhiều phản hồi tiêu cực từ phía khán giả. Từ màn so sánh nhanh trên, có thể thấy giữa Vùng Biển Trong Mơ Ấy và Hoa Nhung đang có sự cách biệt về cả chất lượng và thành tích. Mặc dù còn quá sớm để đánh giá cả một bộ phim nhưng có thể thấy Hoa Nhung đã phần nào thua kém so với đối thủ ra mắt cùng thời điểm.